Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Khóa học của chúng ta hôm nay là khóa học massage trị liệu chuyên sâu. Khóa học massage trị liệu chuyên sâu dành cho người đã có kinh nghiệm trong ngành spa nói chung và massage trị liệu nói riêng. Khóa học massage trị liệu chuyên sâu sẽ giúp các spa có thể nâng cấp, hoàn thiện phương pháp massage trị liệu của mình để đạt hiệu quả cao hơn, chuyên nghiệp hơn, tạo ra tính khác biệt cho sản phẩm dịch vụ của mình. Các bài học sẽ giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe chuyên sâu cho khách hàng, ví dụ như đau mỏi toàn thân, đau mỏi các vùng, nâng cao chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Với cách hướng dẫn chi tiết sẽ giúp người học dễ dàng học và thực hành các bài trị liệu trúng đích, hiệu quả ngay, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy học như thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất đối với khóa học massage trị liệu chuyên sâu? Trước tiên thì mỗi học viên sẽ được nhận trọn bộ công cụ học tập bao gồm: thứ nhất là thư chào mừng học viên và hướng dẫn đăng nhập; thứ hai là tài liệu gửi tới tận tay học viên bao gồm tài liệu lý thuyết chuyên sâu, quy trình 9 bài massage trị liệu chuyên sâu, tài liệu mẹo nhớ huyệt giúp học viên ghi nhớ 100 huyệt đạo chỉ trong vài ngày, và bộ 9 video hướng dẫn thực hành các bài massage trị liệu chuyên sâu, bộ sản phẩm Khang Kiện Xuân sử dụng trong các bài thực hành chuyên sâu. Mỗi video bài học sẽ bao gồm thông tin môn học, tác dụng của bài massage trị liệu chuyên sâu là gì, đối tượng sử dụng bài massage trị liệu chuyên sâu là ai, nguyên liệu dụng cụ cần chuẩn bị là những gì, yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc ra sao, và quan trọng nhất là video hướng dẫn tỉ mỉ, cận cảnh, chi tiết từng thao tác trong các bước thực hiện. Do đó, để học tập hiệu quả thì học viên sẽ học theo các bước. Bước 1, học viên sẽ xem khái quát từ đầu đến cuối video một lượt để nắm được tổng thể. Bước 2, học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và làm theo để thuộc từng phần một. Bước 3, học viên sẽ ghép các phần lại thành một bài học hoàn chỉnh để luyện tập. Bước 4, học viên sẽ thực hành, lặp đi, lặp lại nhiều lần để ghi nhớ và thành thạo. Và trong quá trình học tập, nếu học viên gặp khó khăn, sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền giàu kinh nghiệm 24/7 thông qua chat, điện thoại, live stream. Bước 5, học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online và thi thực hành bằng cách quay lại các bài thực hành của mình và gửi cho thầy cô để chấm online. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề massage trị liệu Hazu Việt Nam. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học massage trị liệu chuyên sâu online bao gồm: thứ nhất, học viên được chủ động học tập bất cứ thời gian rảnh nào. Thứ hai, học viên được sở hữu tài khoản học tập và hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Thứ ba, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online, được ưu tiên khi đăng ký học các khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên màn hình, hoặc các bạn có thể bình luận ở tại các bài học massage trị liệu chuyên sâu để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video bài học tiếp theo.